bông hồng đẹp không? Cây dọc theo hàng rào. Đỏ, bông tím. Bông vàng.
Đây là vườn cây để bán, mình quay cho mọi người biết. Đủ mọi thứ cây đẹp lắm. Vườn bán bông có quán cà phê đầy đủ, rất đẹp. Này con già chứ không phải thiệt đâu nha. Cái này bây giờ tôi bán đó. Có con này thôi là đề giá 495 đồng đô Úc. 495 đồng đô Úc này. Đó, một cái con này. Con cái quả cầu đước này 595 đô Úc á. Không có rẻ đâu. Vườn bông để bán. Thơm. Thank you.
Oh, sorry. Xa xa trong những khu vườn này, cái quán cà phê này, ăn trưa, có đồ ăn trưa, ăn sáng, có hết. Ô, những cây này đẹp quá. Flower fancy, Việt Nam gọi là hoa bướm. Màu tím. Cái cho người ta ngắm thôi chứ không có ăn. Nó đẹp cái vườn. Cái cho nó đẹp thôi thì không có ăn đâu. Đây là cà chua nhỏ. Tomato. Tomato. Rau cải của Tây. Ra lá là vì ra bầu hay hả? Ủa mình đi toàn lá thôi.